Người Việt Nam ơi, Quang bàn. Ok, hôm nay Quang thèm mì xào bò, tí bò ngô. Quang ở đây mì xào Lào Thái, hai bí không bạn? Làm đây này, lấy cái gia vị ra. Gia vị đâu rồi bạn? Đó, bột gia vị, bỏ tí đây cho thơm này. Hành tây lên cao lên này. Hai bì mì Lào Thái vô nước. Vô nào trong đầu, hai cái tổng hô, anh ta nhìn chuyện nó lắm. Nhìn vô vô hầu xì dấu xì đường yếu là hè đúng. Một dĩa rau sống. Làm sao đấy? Xì Charlie Mix lên. Các tận này. Đây là một mì xào
hào hào or mì lào Thái. Tôi cái này quá. Đó, nó thêm mì vào vào nghe. Đừng ngọt giọt nghe. Bồng quang kêu kìa. Xịp lại nha bạn. Ngon như sữa các bạn. Nè. Mình tưởng thịt bò. Rau nè, xì mi, cảm ơn nè, cảm ơn bạn, ngon, vô nè, thêm cho anh miếng bạc, vô nè. Quá ngon bà. Quá ngon. Bữa ăn luôn bà. Mình chân ơi, ngon nè. Quà quán mật quán á, quán bạn đi 10.000 10.000 một tô. Rau vô nè, thịt vô nè, tận vô nè. Quả ngon bạc. Chắc bực khác các bạn. Chắc quán thay đổi cái thịt bò này, cái miếng thịt bò này là hơi hơi mời
con xin lỗi bạn bè nha. Quán đã vô, quán đã bồn, bữa sáng ăn đi mà. Bữa sáng ăn đi. Ngủ dậy đợi bông ghế đúng không bà? Ok, đó là hết clip rồi bạn, là mai mình hẹn gặp nhau lại.